Singapore, 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 nghe nhạc Singapore mà tôm lạnh quá, ăn yếu trong lòng héo queo. Đúng tất cả các bạn. Và trong thời gian gần đây thì bắt đầu là cái thời tiết lạnh đang ở miền Bắc rất là lạnh và cũng giống như ở miền Nam mình cũng vậy thôi. Nói chung là cái việc nhiệt độ đang xuống rất là thấp và rất là nhiều bầy tôm hiện tại thì ăn rất là chậm. Đã tôm chậm lớn rồi, tôm giá không được cao rồi mà còn lại ăn chậm nữa, kéo dài thời gian nuôi thì đó là một cái khó khăn rất là lớn của chúng ta. Và hôm nay thì Duy sẽ quay lại qua chủ đề đó là tôm ăn chậm trong thời gian lạnh, hoặc là nó gặp vấn đề do là thời tiết nhiệt độ thấp xuống, thì Duy sẽ chia sẻ đến tất cả các bạn để chúng ta có một kết quả tốt. Mình thấy được đó, cái vấn đề mà tôm mà nó sẽ ăn chậm thì nó kéo dài thời gian nha. Ví dụ chúng ta nuôi về 40 con á, nó mất tới 100 ngày, 110 ngày, 120 ngày thì cái việc chi tiêu chú ý mình rất là cao. Và để đấu với vấn đề này á, chúng ta xử lý có nhiều giải pháp khác nhau khi mà trong giai đoạn mà ăn lạnh này, giai đoạn mà khi mà tôm vào cái mùa lạnh này thì mình thấy được á, là ngày xưa chúng ta có thói quen chúng ta là chúng ta ưa có cho tôm ăn vào cái giai đoạn là sáng rất là sớm, thông thường đó là khoảng 6:45 là bắt đầu chúng ta chọn thứ ăn xong hết rồi, bắt đầu là 7 giờ chúng ta ăn. Giai đoạn này để giải quyết cái vấn đề này và đỡ về cái vấn đề mà chậm ăn này á, chúng ta cho nó ăn trễ một chút xíu không sao cả, kể cả có những bữa tôm hiện tại và Di đang triển khai và giống như Di đang với ở nhà 8 giờ mình cho ăn trong giai đoạn này cũng không vấn đề gì cả. Tại vì cái giai đoạn mà sát sáng á, đôi khi á là nhiệt độ nó rất là thấp và con tôm hình như là nó ở cái trạng thái là nó không có muốn ăn và ăn rất là kém, kể cả chúng ta cho ăn mà 7 giờ mấy mà đôi khi nó không phải là bầy tôm mình gặp vấn đề, nhưng mà đôi khi là nó bị thời tiết nhiệt độ ở dưới đáy lạnh quá, hay là sương mù đang ập xuống trong giai đoạn sáng, nhiệt độ đôi khi xuống ở trên bờ mình á là bắt đầu vài ngày tới 24-25, giai đoạn này là bắt đầu siêu beo sáng là nhiệt độ ở dưới đáy nước cực kỳ lạnh, nó giống như trạng thái là con tôm nó đang bị gây mê. Mình thấy được những cái anh mà mua tôm oxy bỏ vô cái bơ cái bắt đầu là nước ụp nước đá vô tôm nó bị gây mê đúng không, thì con tôm nó ở trạng thái nó giống như gây mê vậy đó, nó ít ít ăn. Và chúng ta ném thức ăn vào lúc sớm quá giai đoạn này á, là hình như là chúng ta để cho thức ăn nó tan nhanh và con tôm đôi khi nó không lấy thức ăn. Giai đoạn đó, đó là nó chưa có bắt mồi được, và kể cả để đấu với cái giai đoạn mà tôm nó ăn yếu trong giai đoạn này mà vô thời tiết lạnh đó, cho ăn trễ chứ không sao cả. Đây là cái câu chuyện mà Di cũng rút kinh nghiệm được và cũng giống như triển khai chỉ cho bà con ở những trên ao tôm thì thấy được hiệu quả. Hoặc là về vắt chiều, chắc chiều thì thông thường là tầm cỡ giai đoạn này á, là giai đoạn cuối năm và mùa lạnh chúng ta hoặc mùa đông của ở miền ngoài miền Bắc thì thông thường là giai đoạn này là tầm cỡ 3 giờ 4 giờ là hết nắng rồi, và nắng rất là yếu và như bắt đầu là nhiệt độ xuống thấp thấp thấp. Và cái cử ngày xưa mà ngày xưa mình cho ăn cái cử cuối đó là tầm cỡ 4 giờ rưỡi hoặc 5 giờ chiều, hoặc sớm hơn là 4 giờ rưỡi hoặc 4 giờ. Giai đoạn này chúng ta nên cắt cử là lúc 2 giờ luôn, 3 giờ rưỡi luôn, sớm sớm chút, càng sớm càng ngon, để mà tránh cái tình trạng này con tôm nó tầm cỡ 4 giờ 4 giờ mấy đi bắt đầu nhiệt độ nước xuống lạnh và nó kém ăn, là đấu với cái vấn đề mà chậm ăn do thời tiết lạnh đầu tiên. Và một câu chuyện thứ hai mà Di muốn nói với quý vị các bạn á, mà thời tiết lạnh mà tôm nó giảm ăn thì chúng ta phải dùng những cái chế phẩm đó là chúng ta kích mồi lên. Bên Di có cái dòng là kích mồi á, và cái dòng này đang triển khai rồi, gần đây là bà con mua rất là nhiều và cũng thấy được á, vừa kích mồi và vừa tăng trọng. À, nó giống như là con tôm á, thì nó sẽ tìm thức ăn bằng cái Galada của nó, là bằng cái gâu của nó đó. Là cái Galada mình thấy được trên mấy cái chiếc tàu chiến ở trên này đó thì nó có cái Galada để nó tìm phương hướng đi tàu đúng không, thì con tôm nó giống như chiếc tàu vậy đó, cái Galada của nó là chiếc gâu bơi bơi và nó bắt mồi, và chúng ta để nó ăn mạnh trong giai đoạn này á, mặc dù nó đã kém ăn thì chúng ta phải dùng những sản phẩm bắt mồi. Mình chỉ có một sản phẩm là kích mồi á, vừa kích mồi và vừa phát triển về tăng trọng bằng protein và axit amin. Chúng ta bổ sung, chúng ta kích mồi liên tục vào để cho nó, và chúng ta đấu với cái cử mà ăn yếu để không mất thời gian, có nghĩa là cái thời gian nuôi của mình á, một ngày chúng ta cũng tốn như thế, tốn điện, tốn xử lý nước, tốn nhân công, tốn chi phí mọi thứ, hoặc là rủi ro nữa, mà chúng ta rút ngắn thời gian lại thì nó sẽ đỡ tốn phần đó, nó đỡ tăng chi phí. Và một cái nữa, và để đấu với cái dòng này và nó thời tiết lạnh đó, thì chúng ta tăng cường quạt đảo lên. Ngày xưa chúng ta đôi khi ao đất mình á, hay ao bạc cũng gì nữa, chúng ta tắt quạt nhiều quá, ao bạc thì chúng ta sợ nó xi phong nó ra đúng không, chúng ta nên đó là thiết kế quạt làm sao né cái máy chút, cái máy mà cái cối cho ăn đó, chúng ta thiết kế lại cái cối cho ăn của mình đó. Một á, là chúng ta thiết kế ở cái xa cái dàn quạt chút xíu, một nếu như mà chúng ta có tắt á
thì chúng ta ít nhất chúng ta chừa lại một hai vàng để tránh cái tình trạng á nước nó đỡ phân tầng cho nào. Và cho nào bạc mà nước nó đỡ phân tầng á thì nó cũng đỡ lạnh nó nhiệt độ đáy. Lạnh nó nhiệt độ đáy là tôm rất là yếu ăn nha. Kể cả ao đất không gì, ao đất ngày xưa bà con hay tắt quạt, cứ ăn một tiếng hay tiếng đồng hồ. Giai đoạn nó tắt quạt lại chút xíu để mà nó nước nó trộn liên tục để nó phân tầng. Cái tầng đáy bây giờ lạnh đá sáng mà nhảy xuống siphon giai đoạn này teo luôn. Sáng giai đoạn này là chúng ta nhảy xuống cái ao đất ao bạc như gì cả, rất là lạnh. Đó là lý do tại sao mà tôm nó yếu ăn là gì. Và để đối với cái vấn đề yếu ăn này bà con rất là nhiều cuộc gọi điện lên Duy trong giai đoạn này, đó là Duy ơi giai đoạn này tôm nó ăn yếu quá trời, đôi khi nó gớt luôn chừng ăn yếu xong rồi bị yếu sức đề kháng thì bắt đầu là nó bị vấn đề giai đoạn này. Thì đó là một số cái thì mà để đối với vấn đề ăn yếu trong giai đoạn mùa lạnh này Duy muốn chia sẻ đến tất cả các bạn để làm sao chúng ta có một kết quả tốt hơn để thành công hơn cho ngành tôm Việt Nam. Rất là cảm ơn quý các bạn đã luôn đồng hành cùng thị sản Duy, là một những đơn vị cung ứng về thuốc men và đồ nghề thủy sản nông nghiệp giao hàng toàn quốc miễn phí ship. Xin chúc quý bạn một mùa thành công với nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.